Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Công Phượng chuẩn bị gia nhập Yokohama FC, câu lạc bộ Khánh Hòa đón tân binh chất lượng là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay. Công Phượng sẽ gia nhập Yokohama FC, gần như chắc chắn Công Phượng sẽ rời Hoàng Anh Gia Lai sau khi mùa giải này kết thúc. Theo đó, bến đỗ tiếp theo của tiền đạo sinh năm 1995 không phải bất kỳ đội bóng nào ở V-League mà là Nhật Bản. Nhiều khả năng, Công Phượng sẽ khoác áo Yokohama FC, đội vừa giành ngôi Á quân G-League 2. Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng sẽ được chơi bóng ở G-League 1 do Yokohama FC đã giành quyền thăng hạng. Đây chính là đội bóng mà Tuấn Anh đã từng thi đấu vào năm 2016 theo diện cho mượn. Nhiều nguồn tin cho rằng Công Phượng sẽ ký hợp đồng 2 năm với đội bóng này. Câu lạc bộ Khánh Hòa đón tân binh cho V-League 2023. Đội bóng vừa giành quyền thăng hạng V-League 2023 đã chính thức công bố tân binh là tiền vệ Lê Tiến Anh. Sau khi không được trọng dụng tại Bình Định, ngôi sao sinh năm 1998 đã từ chối nhiều lời mời từ các đội bóng khác để quyết định thử sức mình với tân binh V-League 2023 là Khánh Hòa. Đây là bản hợp đồng đầu tiên của Khánh Hòa kể từ khi lên hạng. Tuy nhiên, khác với giải hạng nhất, đội bóng phố biển sẽ phải chuẩn bị mua sắm thêm những tân binh để chinh chiến ở V-League 2023. Khánh Hòa cũng chuẩn bị gia hạn với các trụ cột như Lê Tấn Tài, Thanh Bình hay Thanh Duy. SHB Đà Nẵng có thủ môn mới để khỏa lấp khoảng trống mà thủ môn Tuấn Mạnh để lại. SHB Đà Nẵng đã chính thức ký hợp đồng với thủ môn Phạm Văn Cường. Trước đó, người gác đền này chỉ là sự lựa chọn số 3 trong khung gỗ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau Thanh Thắng và Bùi Tiến Dũng nên có rất ít cơ hội ra sân. Tuy nhiên, gia nhập SHB Đà Nẵng, Phạm Văn Cường cũng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho suất đá chính của mình khi Phan Văn Biểu hay Nguyễn Thanh Bình đều chơi khá hay. Điểm mạnh của Phạm Văn Cường là chiều cao tốt cũng như đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Tiền vệ Huy Hùng khoác áo câu lạc bộ Viettel vừa qua nhà cựu vương V-League đã liên tiếp công bố những bản hợp đồng mới trong mùa giải 2023. Đáng chú ý nhất là nhà vô địch AFF Cup 2018, tiền vệ Huy Hùng từ câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Cùng Huy Hùng, Viettel cũng có thêm hai tân binh nữa là thủ môn Phạm Văn Phong và hậu vệ Trần Mạnh Cường. Ngoài ba tân binh, Viettel cũng công bố thêm hai cái tên nữa ở đội ngũ ban huấn luyện. Ngoài huấn luyện viên trưởng Thạch Bảo Khanh như thông tin đã đưa trước đó, đội bóng áo lính cũng bổ sung thêm huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang, người từng có kinh nghiệm làm việc ở đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh công bố loạt tân binh Đặng Văn Trâm, Vũ Viết Triều, Bùi Văn Đức và Vũ Quang Nam là những vái tên sẽ khoác áo câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở một giải V-League 2023. Đội bóng núi Hồng không sở hữu tiềm lực tài chính quá mạnh nên những bản hợp đồng đem về thị trường chuyển nhượng chỉ ở mức tầm trung. Trong số đó, Đặng Văn Trâm từng thi đấu tại Viettel và Bình Định, từng vô địch V-League 2020 và Á quân Cúp Quốc gia 2022. Cái tên đáng chú ý còn lại là hậu vệ Vũ Việt Triều từng là trụ cột của câu lạc bộ Quảng Ninh nhưng cũng không có nhiều cơ hội ra sân ở Bình Định giống như Văn Trâm câu lạc bộ Hà Nội. Viettel và một đội khác từng muốn mua Philip Nguyễn vào lúc này có thể khẳng định rằng Philip Nguyễn khó có thể trở về thi đấu tại V-League 2023. Thời gian qua, thủ môn Việt Kiều này đã có mặt ở Việt Nam và có nhiều tin đồn chuyển nhượng với một vài đội bóng có tên tuổi nhưng cuối cùng không có thương vụ nào thành công. Có nhiều nguồn tin cho rằng Hà Nội FC, Viettel và một đội bóng khác ở V-League từng có ý định chiêu mộ Philip Nguyễn. Tuy nhiên, cả ba đội bóng này đều chào thua trước mức phí lót tay lớn cũng như phải đền bù hợp đồng 1 năm cho câu lạc bộ Slop Acicon nếu như muốn có Philip Nguyễn. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé.